Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quay trở lại với Proma Channel và câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cùng bàn về đó chính là eKYC, định danh khách hàng điện tử. Đây thực sự là một vòng kim cô, nút thắt cổ chai cuối cùng đã được cởi trói để mở đường cho sự bùng nổ của chuyển đổi số và e-account opening. Vậy thì eKYC là gì và nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của ngành fintech and banking và cái tiến trình chuyển đổi số thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài này nhé. Trước khi bắt đầu thì các bạn có thể đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn cùng thú với chủ đề này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Ok, thì trước khi bắt đầu thì tôi muốn đưa ra đây một vài những cái câu chuyện về KYC, tức là Know Your Customer. Thì thứ nhất là về trải nghiệm khách hàng ấy, thì trước kia tôi có một làm một cái dự án trong một cái digital bank, thực sự nó là một cái neo bank ấy, một cái alternative channel. Và lúc đấy thì cái bank này, cái brand này khá thành công trong cái việc là acquire khách hàng, tức là khách hàng tương đối là muốn sử dụng cái dịch vụ và người ta có rất nhiều application, rất nhiều lead. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là do cái vấn đề về định danh khách hàng thủ công ấy, nên là khách hàng phải chờ để mà sign off vào trong cái tờ gọi là mở tài khoản vật lý bằng giấy ấy. Và cái thời gian nó rất lâu, chi phí nó lại cao, trong khi đó thì làm cho khách hàng gọi là hết sướng, cũng nghĩa là người ta đang muốn sử dụng ngay, ăn ngay, trong khi đó thì lại phải chờ rồi hẹn cái bạn field sale đấy. Đặc biệt là trong thời buổi Covid này thì người ta thực sự rất e ngại. Chính vậy nên là nó đã làm giảm cái trải nghiệm, cái tính gọi là liền mạch trong cái trải nghiệm khách hàng rất là nhiều, và đó cũng là một trong nguyên nhân mà khiến cho dự án này nó gặp phải cái vấn đề, cái nút thắt cổ chai trong quá trình gọi là KYC thủ công như vậy. Và tất nhiên tại cái thời điểm 5 năm về trước thì eKYC nó chưa được pháp luật Việt Nam cho phép. Cái vấn đề thứ hai nó là cái thiệt hại dành cho khách hàng, tại vì người ta các cái việc KYC thủ công sẽ làm cho người ta mất thời gian đi tới các chi nhánh để xác thực, và đôi khi cái việc xác thực này chưa chắc là đã làm gọi là giảm cái rủi ro về những cái vấn đề liên quan đến phòng chống gian lận hoặc rửa tiền ở đây. Thứ hai nữa là những cái dịch vụ ngân hàng nếu mà dùng KYC thủ công truyền thống, lấy được chữ ký tươi ấy, và xác thực face to face, thì rõ ràng là nó sẽ không thể nào tiếp cận dịch vụ được đến những cái vùng sâu vùng xa, hoặc là những cái đối tượng gọi là low cost, tức là những đối tượng low income ấy. Và tại vì là ở những cái khu vực đấy không có chi nhánh vật lý nên là sẽ rất khó để cho ngân hàng có thể tiếp cận được những khu vực đó. Và cuối cùng đó là cái chi phí cao và trải nghiệm kém, nên nó sẽ làm cho cái dịch vụ ngân hàng có thể trở nên đắt đỏ hơn. Cuối cùng nữa là thiệt hại dành cho khách hàng khi mà sử dụng cái KYC truyền thống ấy, là nó có chi phí tăng rất là cao. Thực ra người ta tính là cái chi phí để mà maintain một cái KYC truyền thống so với lại cái eKYC là tăng khoảng 70%. Thứ hai nữa là trải nghiệm khách hàng kém và không liền mạch thì rõ rồi. Cuối cùng là cái độ bao phủ đến nhiều vùng, nhiều đối tượng thì sẽ không thể nào mà bằng cái eKYC được. Và cuối cùng là cái quá trình xử lý backend ấy, nó bị đứt gãy, làm cho cái turnaround time nó kéo dài và nó có những cái sai sót về rủi ro hoạt động ở đây. Nó có những cái rủi ro hoạt động ở đây, còn rủi ro như thế nào thì chúng ta sẽ bàn trong slide tiếp theo. Ok, thế thì trước khi hiểu về eKYC thì chúng ta nên hiểu một chút về KYC và vì sao mà pháp luật nó lại yêu cầu KYC. Thì thực tế ra thì nếu mà định nghĩa một cách đơn giản thì KYC nó bản chất nó là một cái quá trình xác định, xác minh cái danh tính của khách hàng khi mà tham gia vào các cái dịch vụ, chủ yếu đây là dịch vụ tài chính, bảo hiểm, thậm chí là cả dịch vụ viễn thông. Tóm lại là những cái dịch vụ mà có khả năng liên quan đến các tội phạm về tài trợ khủng bố hoặc lừa đảo, rửa tiền. Và thứ hai nữa là nó thường áp dụng cho các tổ chức như là ngân hàng này, tổ chức tài chính này, cho vay này, bảo hiểm, các cái dịch vụ cho vay micro lending, thậm chí là cả cái dịch vụ viễn thông, hoặc là những cái dịch vụ như là trade hoặc là export creditor chẳng hạn, vân vân. Thế thì ở đây các bạn phải hiểu là nó có hai khái niệm là đăng ký và xác thực. Đăng ký thì gần như là bạn dùng tài khoản nào bạn thường sẽ phải đăng ký, chẳng hạn như Zoom hoặc là thậm chí là Facebook, WhatsApp vân vân, tất cả những cái đó thì bạn đều phải có quá trình đăng ký. Khi bạn đăng ký thì bạn có một cái account để sử dụng, nhưng mà cái account đó nó có tính legalize hay không thì nó lại là câu chuyện thứ hai, đó là câu chuyện xác thực. Và cái phương thức xác thực đó phải được cái nước sở tại đó thừa nhận và được luật hóa.
Vậy thì đăng ký nó khác xác thực ở chỗ là đăng ký là các bạn đăng ký để có tài khoản thôi, còn xác thực có nghĩa là nó phải gắn cái tài khoản đó vào trách nhiệm công dân, các trách nhiệm công dân của một ai đó được định danh. Mà cách định danh ở đây có thể là bằng chứng minh nhân dân, có thể là bằng hộ chiếu hoặc thậm chí là thẻ quân nhân, nhưng mà hầu hết bây giờ người ta chỉ chấp nhận nếu mà là khách hàng trong nước thì là chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đó. Tại vì những cái đó là những cái mà unique và được luật hóa trên toàn quốc. Ok, thế thì lúc đầu ấy thì thôi, cái vấn đề KYC này ấy, nó được luật hóa và thường chỉ áp dụng cho các cái tổ chức tài chính hoặc là ngân hàng mà thôi, nhưng về sau thì nó mở rộng thêm các danh mục của nó liên quan đến bảo hiểm, thậm chí là cả dịch vụ viễn thông. Tới ví dụ như năm 2015 tôi ở bên Bỉ thì bên Bruxelles nó có những cái vụ tấn công khủng bố ở châu Âu ấy, và trước cái lúc cái vụ tấn công khủng bố đấy thì người ta không yêu cầu định danh đối với lại những cái số điện thoại trả trước của prepaid account ạ. Nhưng mà sau đó, sau cái vụ đó thì pháp luật châu Âu người ta quy định là tất cả những cái công dân mà muốn sử dụng cái dịch vụ telephone ở đó thì đều phải là KYC, cũng nghĩa là được đăng ký và gắn vào một cái national gọi là resident card, tức là thẻ cư trú đó. Tại vì vấn đề là người ta muốn định danh xem là tất cả những cái thông tin về viễn thông nó phải được định danh và được quản lý và được luật hóa để mà người ta chống những cái vấn đề về 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 gọi là khủng bố, hoặc là mà chủ yếu là về vấn đề khủng bố và an ninh đó. Thì nó đơn giản vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi. Còn người ta định danh như thế nào ấy, và được luật hóa làm sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong slide tiếp theo này. Ok, thì cái mục đích của nó thì tôi cũng đã nói rồi. Thực ra thì nó có hai mục đích. Mục đích một là chứng minh và chắc chắn rằng là người giao dịch là người thực, có nghĩa là được định danh để mà khi mà có cái sự vụ gì xảy ra về lừa đảo hoặc là khủng bố hoặc là gian lận thương mại chẳng hạn thì người ta có cái cách để mà quy kết trách nhiệm về một cách gọi là luật hóa về cái người mà đã thực hiện cái giao dịch đó chính xác với lại cái người khai báo trên hệ thống. Thứ hai nữa là nó nhằm chống các cái vấn đề về rửa tiền, tài trợ khủng bố, các chương trình tham nhũng và các cái loại về buôn lậu ma túy bất hợp pháp khác. Thì tất cả những cái giao dịch này nó sẽ phải được record và phải được định danh. Chính vậy nên là những cái tội phạm mạng hoặc là tài trợ khủng bố vân vân thì người ta sẽ ưu tiên sử dụng tiền mặt, hoặc là người ta sẽ sử dụng các cái hệ thống phi định danh, tức là không có định danh, kiểu như là cryptocurrency chẳng hạn, Bitcoin chẳng hạn đó, thì nó là những cái mà hệ thống gọi là không có định danh, và từ đó thì các cái chính phủ rất là khó lần tìm ra những cái giao dịch như vậy. Ok, đấy thì chúng ta đã tìm hiểu là KYC là gì và vì sao chúng ta cần KYC. Thì bây giờ trả lời thêm một cái câu hỏi căn bản hơn nữa, đó là cái làm sao để mà chứng minh được cái người mà thực hiện giao dịch đó với lại cái người mà đăng ký trên cái tài khoản đó là thực. Thế thì cái này nó có một vài những cái bước, nhưng mà bước số 1 là người ta phải đưa ra được cái căn cứ của cái giấy tờ được luật hóa, tức là thông thường những cái giấy tờ này, cái mã của giấy tờ này nó phải là unique, chẳng hạn như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, thẻ quân nhân hoặc là hộ chiếu, số hộ chiếu vân vân. Hình như thẻ quân nhân bây giờ người ta không áp dụng nữa rồi, nhưng mà ngày trước thì vẫn có. Thì đây là những cái mà được pháp luật cho phép là dùng để làm căn cứ định danh một cách luật hóa cho một khách hàng sở hữu cái tài khoản đó. Thứ hai nữa là cái tổ chức cung ứng dịch vụ ở đây là có thể là ngân hàng, bảo hiểm hoặc các công ty tài chính sẽ phải có trách nhiệm bằng công nghệ hoặc là bằng gọi là bằng cơm, tức là bằng người, sẽ phải verify cái tính xác thực của giấy tờ xem là có cái dấu hiệu về giả mạo giấy tờ gì đây không. Cái đấy là mới là xác thực giấy tờ đấy nhá. Xong đến bước thứ ba là người ta sẽ phải verify xem là cái người đứng trước mặt để mà lần đầu gọi là first touch đối với lại cái tổ chức đó, có thể là gặp mặt face to face hoặc qua video call, hoặc là người ta record các cái video call offline, xem là cái khuôn mặt đó, cái người mà đứng trước mặt đó nó có thực sự khớp với lại cái người mà chúng ta đang cầm trên tay đối với lại cái chứng minh dân của họ hay không. Đấy thì thực ra cái bước số 2 và bước số 3 này là cái bước quan trọng nhất, tại vì nó sẽ đóng vai trò quyết định xem là những cái người cái giấy tờ thực này này nó có ăn vào cái người thực hay không. Đã có ăn vào cái người thực hay không. Và đến cái bước thứ ba là chúng ta phải có được cái bằng chứng
để mà chống lại cái sự khiếu nại của khách hàng, rằng là chứng minh rằng là khách hàng đồng ý sử dụng cái dịch vụ đó. Đồng ý đây có thể là bằng chữ ký tươi hoặc là bằng xác nhận online, bằng digital signature vân vân. Nó bằng nhiều cách, nhưng mà thông thường những cái cách này ở bước số 2, số 3, số 4, số 4 này thì đều phải được là pháp luật quy định. Tất nhiên pháp luật quy định nó chỉ là một phần thôi, còn các cái tổ chức và các ngân hàng người ta không chỉ làm cho có, mà người ta bản thân người ta cũng có quyền lợi đây, người ta cũng muốn là tránh những cái rắc rối về mặt rủi ro hoặc là gian lận thương mại hoặc là tài trợ khủng bố đây, nên người ta cũng muốn làm rất là kỹ, nên là người ta cũng gọi là rất là hợp tác và chọn những cái giải pháp nó tương đối là tốt, chứ không phải là cái chuyện là người ta chỉ làm để mà nó đáp ứng các cái quy chuẩn về mặt pháp luật. Và cuối cùng, nếu mà chúng ta đã bát phát được cái bước số 2, số 3 và số 4 rồi, thì đến cái bước số 5 là chúng ta phải có quy trình lưu trữ bảo mật cập nhật cái dữ liệu đó liên quan đến cái thông thường là cái dữ liệu của cái khách hàng đó một cách phù hợp và an toàn, đặc biệt là trên không gian mạng thì rõ ràng là nó phải an toàn, nhưng mà tất nhiên là đây là cái điều đương nhiên thôi, đây dữ liệu nó sẽ là tài sản của ngân hàng nên người ta cũng sẽ có những cái cách phù hợp. Thì đây là những cái bước chứng minh. Thì KYC và eKYC nó chỉ khác nhau, thực ra nó chỉ khác nhau ở bước số 2 và số 3 mà thôi. Trong cái bước số 2 và số 3, đối với lại KYC bình thường bằng cơm á, bằng người bình thường từ trước nay thì người ta sẽ phải là nhìn bằng mắt thường chứng minh xem là cái chứng minh dân nó có là giấy thật thật hay là giấy tờ giả mạo. Thứ hai nữa là người ta verify bằng mắt thường xem là cái người đang đứng trước người ta là người thực và có khớp với lại cái chứng minh dân đó hay không. Và cái thứ ba nữa là người ta phải lấy được cái chữ ký tươi của khách hàng để chứng minh rằng là họ là người đã đồng ý sử dụng dịch vụ này tại cái ngân hàng hoặc tổ chức tài chính này. Thì đơn giản là như vậy thôi. Còn khi mà chúng ta đã điện tử hóa được ba cái bước, một cái bước số 2, số 3, số 4 này, thì rõ ràng là đó chính là cái nút cổ chai đã được cởi trói. Ok, thì đây là một vài những cái quy trình mà của một vài tổ chức người ta sẽ triển khai khi mà làm eKYC. Thì thông thường lúc đầu người ta sẽ cho khách hàng đăng ký và xác thực cái mã OTP liên quan cái số điện thoại, xong sau đó là khách hàng sẽ upload cái document, chính là cái chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân ấy. Và sau đó thì cái hệ thống OCR sẽ tự động detect những cái trường dữ liệu ở trong cái form của cái chứng minh dân đó để mà display lên màn hình, và khách hàng sẽ verify xem là những cái thông tin nó đúng chưa, họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày cấp, nơi cấp vân vân đã đúng hay chưa. Nếu mà đúng rồi thì khách hàng sẽ nên nhấn next để tiếp tục, và cuối cùng là chuyển sang bước là face recognition. Thì ở đây nó sẽ có một vài những cái, nó tùy theo độ sâu của giải pháp, ví dụ một vài giải pháp thì chúng ta chỉ cần gọi là ngoái ngoái đầu này để người ta scan cái khuôn mặt 3D của chúng ta để so cấp với lại cái ảnh cái ID này, cái chứng minh dân này. Chứ còn thì một số giải pháp thì người ta sẽ làm nó chặt chẽ hơn, còn ví dụ như người ta có những câu hỏi, người ta yêu cầu cười hoặc nháy mắt vân vân. Thì cái này chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà nhìn chung là ở cái bước số số 2 này, cái bước số 3 này tương đối tricky một chút. Thế còn cái bước thứ tư này thì một số ngân hàng có, một số người sẽ là không có. Thì trong trường hợp mà những cái gọi là những cái cây khả nghi thì người ta có thể cho vào một cái queue, hoặc là người ta sẽ có live chat hoặc là video call với lại cái người khách hàng đó để mà người ta sẽ tự động gọi là verify lại bằng cơm, tức là bằng video call với lại một cái teller trực tiếp. Thì có thể không, thì sau đó là người ta sẽ quyết định xem là reject hay là accept cái account opening request đó. Thì cơ bản là như vậy. Còn tất nhiên trong trường hợp mà máy nó đã tự quyết định được rồi thì nó sẽ accept trực tiếp luôn mà không đến cần những cái câu số 4 này. Thế thì đây cũng bên phía tay phải này nó cũng là một cái quy trình cũng tương tự mà thôi, quy trình tương tự mà thôi. Thực ra thì nó chi tiết hơn một chút về lưu trữ trong database như thế nào, accept and reject như thế nào, rồi cái công nghệ gọi là video call, video face recognition, face detection nó như thế nào vân vân. Thì cái này chúng ta sẽ bàn sâu hơn ở cái phần kỹ thuật trong cái slide tiếp theo. Ok, thì nãy giờ chúng ta đã bàn được xong cái quy trình eKYC, thì bản chất nó cũng như vậy thôi.